Sinh viên ra trường làm không đúng ngành nghề được đào tạo, những gì họ được học chưa đủ để làm việc và giải quyết những vấn đề cụ thể. Trong khi đó thì nhu cầu của thị trường lao động thì đòi hỏi ngày càng cao. Đứng trước thực trạng này thì ngay trong năm học này, nhiều ngành học mới đã sẵn sàng tuyển sinh để đào tạo sát với nhu cầu thực tế. Những ngày này, phòng tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Đại Nam nhận được nhiều cuộc điện thoại từ phụ huynh và học sinh tìm hiểu về hai ngành tuyển sinh mới của trường, đó là thương mại điện tử, kinh tế số và logistics. Trường đã chuẩn bị những khâu cuối cùng để triển khai giảng dạy hai ngành mới này ngay trong năm học tới. Đại học Đại Nam thì nhận được rất là nhiều đơn đặt hàng đào tạo nhân sự theo Âu yêu cầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại điện tử. Ngành logistics cũng như vậy, rất là được thị trường lao động quan tâm. Chúng tôi cam kết chuẩn đầu ra cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp. Với cách tiếp cận liên ngành, các trường đại học khi triển khai ngành học mới luôn chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng mới cho người học. Đây cũng là xu hướng chung của giáo dục hiện đại.